Buổi tối ngày hôm nay mình sẽ lên cho à mình sẽ cho mọi người xem thấy là cái con tê giác màu xám xám này. Đấy, xám hồng hồng này. Đấy. Cái gì nhỉ? Đây là cái đuôi của con Doraemon này, con Hello Kitty hay sao. Đấy, mình đặt nó lên đây cho mọi người xem nha. Đấy, không liên quan lắm nhưng mà đặt lên nhìn nó sang trọng, như kiểu dạng nhìn rõ ràng hơn đấy, chứ cầm thế này, cầm đây cho mọi người nó hay bị nghiêng ấy, mình đặt lên đây. Cún địch, cún rất là hư nhá, cứ đảo linh tinh. Nó thấy chuột thế mọi người. Đây mọi người nhìn cái con tê giác này không đấy, thấy mũi của nó ở sao chỗ này mình thắc mắc là ở ngoài tê giác mình biết rồi, nhưng mà tại sao lại có hầu như con nào cũng có hai cái sừng đúng không, hai cái mũi sừng như kiểu này này, tai của nó đây, còn cái mũi của nó, mũi nó lúc nào cũng mọc lên hai cái này đúng không, nhìn nó ghê gớm thế nhở. Ui con này nhăn nheo thế, mình nhìn thấy nhăn nheo quá, chân của nó nhìn nhăn nheo thụt là nhìn kinh kinh kiểu gì, gặp con này ở ngoài chắc té luôn đấy. Nó hiền mà đúng không, mình thấy là con tê giác nó hiền mà. Hiền nhưng mà lì, lì là phải đoánh, oánh cho nó luôn. To xác phết, nhìn cảm giác to to. Con này phải thịt, thịt nó luôn chứ nhỉ. Mình trên giường mình chỉ biết là ngồi thế này cho nó ấm, mùa đông thế này rất là gì nhỉ? Rất là lạnh nên ngồi trên giường thôi nha. Đây hiện tại là bây giờ buổi tối, bây giờ là 21 giờ 15. Mình đang ngồi trên giường và ngồi đây săn xeo hoặc làm gì đây. Đây mình tìm kiếm cái gì thú vị nha. Đấy, các bạn cùng theo dõi video của mình nha, và cho mình một chút một like, một sub, một à, ý là một like và một đăng ký đó. Âm thanh xuống nào, nó bản quyền. Đôi khi như một chuyến xe về nơi chúng ta. Về nơi chúng ta vẫn là nơi muốn đến. Đôi khi như một chuyến xe. Shopee, Lazada thì nó cũng giống nhau bởi vì là săn sale cũng có đấy. Mà kia ở 12 tháng 12 qua rồi. Xem video.
Đây. Ngồi đây đúng ngồi trong phòng đúng là ấm hơn ngoài nhiều. Chứ mình cầm máy quay tuy là có đèn livestream thật nhưng mà khi cầm ra ngoài ấy, cảm thấy là nó lạnh, nó không giống như trong phòng đâu. Đấy, đương nhiên điều này ai cũng thích rồi đúng không? Ở phòng đắp chăn, ngồi chơi điện thoại rồi còn quay video cho mọi người xem đúng là cũng gọi là ấm nhưng mà mọi người có vẻ mọi người không thích. Nếu mọi người mọi người cố gắng giúp xem video cho mình chứ nhở, ủng hộ mình. Thế luôn ngủ rồi. Quay một lát rồi.
ra bây giờ cũng thấy buồn ngủ rồi. Mày có điểm rồi, yes luôn. Cảm thấy ở ngoài mạng vẫn căng hơn bởi vì ở ngoài nó có sóng ấy, nên ở trong này mình thấy mạng hơi kém chất lượng một chút, dùng nhưng không sao, ấm được một chút thì ra ngoài lạnh chút thì trong này vẫn tiện hơn, nhàn hơn nhỉ, chịu mạng một chút. Mọi người biết cái quả dâu tây không? Mọi người ăn lần nào chưa thấy không? Tôi chỉ ăn giả thích dùng giống như kiểu là vị của quả dứa mọi người ạ. À, đấy, mọi người ăn là mọi người sẽ biết ngay. Nhưng mà cũng không gọi là ngon lắm đâu, giống như quả dứa thôi mà. Ây giời, ngồi lên luôn chứ nhỉ. Mái hơi bị dài đấy.
chế tài có một người. Cái hộp carton đóng hàng, nó có nhiều hộp vết nhỉ. Mình nhìn đây, bên này bên cạnh đó rất nhiều có loại băng dính mà dán nhỏ nhỏ để dán được ít, mà băng dính to dán thế thì đắt tí nhưng mà dán nhiều đúng không?
Rồi, ngồi chán thì chán chê như thế ở trong này. Yên lặng thật đấy. Thực ra ngồi trong phòng này chả có gì chơi ở ngoài cũng như vậy rồi, nên là buổi tối ấy, nên là tối mình cũng ngại việc ra ngoài ấy. Thứ nhất là sợ buổi tối, với thứ hai là ra ngoài lạnh nên là mình ngồi trong phòng luôn đấy, chơi điện thoại. Rồi buổi tối mọi người thường làm gì? Comment dưới mình xem, cho mình xem có thể có bạn nào trùng hợp với mình ngồi trong phòng như thế nào không. Đau hết cả cái móng chân đá bóng. Nó bị xạ hay sao? Không kịp cái là bị ngay.
là thầy buồn ngủ luôn, chắc mình quay một lát nữa thôi là mình ngủ ấy nha mọi người. Không biết còn ai, còn giờ này còn có ai xem không nhỉ? Dựng lên mình ngủ một chút nha. Mày chào mình chút, ngủ một chút cho đỡ buồn ngủ nha. Ai xa ba. Ai xa. Tình trạng nó buồn ngủ ấy, mọi người thông cảm với mình nha. Đây, mình đã quay trở lại rồi đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Đây là ngồi làm gì nhỉ? Đôi khi
Tối nay buồn ngủ thật sự luôn đấy nhỉ. Chẳng nhẽ là video mà thử thách không được buồn ngủ à? Mài bên Hoa Dương TV chung rồi diễn với các diễn viên trong kênh đó diễn.
Xem một cái tập phim mà dài thật đấy. Mà cái đánh răng tự động đến nhìn cũng hay, mọi người nhà mình đi thử lần nào luôn. Hãy subscribe cho kênh Duoc Nguyen để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xem cái tập phim của Việt Nam kiểu đây này cho mọi người xem. Nếu mọi người biết cái kênh này không? Nguy Minh Khang gì đấy. Đây. Nói chung là Facebook. Đấy, mấy tập phim mà kiểu dạng diễn viên hài, không không có diễn viên hài đâu, diễn viên mình chả biết nữa, diễn viên gì nhưng mà đã hay đóng trên VTV các thứ ấy. Đấy, thường thì mình hay không hay xem phim mấy, bởi vì là mọi khi mình hay lướt TikTok này, lướt kênh cắp cắt này, nhưng mà lâu lâu mình hay quay video này thì mình xem trên Facebook liên tục. Đấy, phim trên Facebook thường sẽ có review phim và rất là nhiều phim. Nếu mọi người thấy video mình hữu ích cũng như là video mình có gì thu hút, mọi người cho mình một lượt đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cũng như là một lượt thích và thêm một lượt comment nữa nha. Bây giờ chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Nha. Muộn rồi, mình ngủ đây. Thức khuya và không tốt mọi người ạ. Sáng sớm dậy mới là lạnh cơ. Ayo, lại là một ngày review. Đây, mọi người thấy không? Đây là cái con cúc của cu. Đấy, mình chỉ đọc đúng tên thôi nha. Đây, không biết đọc có đúng không, nhưng mà theo tiếng Anh cái game ngày xưa người ta gọi là gì nhỉ? Chùi thì nó không sạch được, cái mắt của nó trong thời gian sử dụng dài nó bị đen đen. Thì mình đặt trên này nhá. Đây, đặt trên này mọi người không nhìn thấy được nhỉ. Đấy, cái mỏ của nó đây. Mỏ nó là xoay 380 độ nhưng mà nhìn này nó hơi ố dề một tí nhỉ. Ngày trước là bóp nó kêu. Bóp nó là nó kêu. Bóp nó là kêu weo, nó kêu như kiểu là tiếng của cái con đi kêu luôn. Cái mỏ nó đây này. Đa số là trang tại nó chế tác cái mỏ này nó cũng có bóp, nó cũng kêu cũng y hệt luôn. Thì tôi ấy còi ở ngoài thổi thì khác nhưng mà khi lắp vào là nó kêu giống thật lắm. Ở đây không phải là mình review cho người ta sản phẩm thôi nha. Đây là trong thời gian mình sử dụng khoảng tầm 3 năm hay 4 năm rồi ấy. Thế là sơn này này, lớp sơn này nó có bị phai đi. Và lớp sơn này cũng bị phai đi. Mấy màu từ màu đen nó lại xanh xanh lại rồi. Còn cái mỏ này thì mỏ vàng thì từ trước tới giờ là nó nhuộm màu như thế này, nó phai đi một chút, nhìn nó mờ mờ đi một tí thôi. Còn là bên trong là bẩn thì không nói, để sử dụng trong thời gian dài thì nó bị đen như thế. Còn ở cái mắt của nó thì thế là nó bị phai đi cái lớp trắng, không phải là phai, như là nó bị đen đi, giống như kiểu là bị bẩn vào ấy, bám thời gian trong thời gian bám bẩn vào chứ không có nghịch bẩn cho lắm. Mình nghĩ là nó bị mốc ấy hay sao, lớp sơn nó bị mốc. Còn ở trên này thì cũng bị phai gần đi. Đấy, nó có cái còi lắp vào đây này, các bạn bóp là nó kêu. Còn cái mũi của nó đây này, đây cái chỗ này cũng lắp còi vào, và khi bóp là nó sẽ truyền đến đây, nó thổi cái khí, nó thổi ra đây này, xong nó kêu ở đây ra. Đây, còn là trong thời gian này mình bóp ấy thì nó sẽ thoát hơi ra bằng cái lỗ này, cũng như là cái đoạn này thì lắp vào thì nó bịt hơi kín hơi rồi, nên là nó thoát hơi ra đều cùng một lỗ này, nó kêu. Đấy. Nguyên lý hoạt động của nó thì kiểu nó kêu xong rồi chỗ này bên trong này nó không có chỗ thoát ra, nó kêu vào cái chỗ lỗ này. Thành ra là hai cái nó quá mạnh, xong rồi nó kêu ra một cái tiếng khá là giống với cái con cúc cu này. À, bây giờ thì mình sẽ check những cái thứ mà công việc của ngày hôm nay. Đấy, mình kiểm tra các thứ
tin nhắn của mọi người, cũng như là sẽ tìm các bình luận của mọi người. Thì trong thời gian qua mình cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ mình nhá. Hiện tại kênh đã được 800 người đăng ký. Đấy, rất là nhiều luôn. Con số tuy là ít đối với các YouTuber mà không, đối với những người làm YouTube thì mình nghĩ là con số nào cũng là người ủng hộ, nên là không quan trọng là ít hay nhiều. Nhưng có nhiều cái mục tiêu ấy. Đấy, có nhiều cái mục tiêu cần phải đạt được, nên là không quan trọng là cho lắm là về số lượng đăng ký, số lượng người ủng hộ thôi. Người ta bảo là chất lượng nhiều hơn, chất lượng thì hơn số lượng rất nhiều, rất là nhiều. Buổi sáng khá là yên bình, tuy là dạo này người ta làm, người ta nhà chú mình bên kia trên kia có thêm xây nhà nên là tiếng nó hơi ồn một chút. Đấy, nhưng mà mình làm như này thì thường thì máy mình đã thu âm khá là tốt, nhưng mà nó thu âm là mình không có gắn mic thì nó thu âm tất cả mọi nơi luôn. Ý là tất cả mọi xung quanh chúng mình ấy, quên tất cả xung quanh chúng mình chứ không phải mọi nơi đâu nha. Ở đó mọi nơi thì nó hơi sai một tí. Có lâu lâu có tiếng xe máy, đó chính là người ta chở cái gỗ đến để người ta làm cửa sao. Bốn. Hôm nay mình bị kiểu nó cúm nên nó truyền lên mắt, nên là mắt mình nó cũng bị đỏ theo. Cái này thì mình nhớ là hình như là vào năm 2016 bố mình có đưa anh em mình đi siêu thị. Năm đấy anh em gái mình có muốn mua đồ chơi nên là bố mình mua con này. Đấy, nó vẫn có cái mùi nhựa của năm ấy. Đấy, hiện tại là nó không, nhìn nó không được đẹp như trước nữa thôi. Nếu mà con này mà sơn lại thì cực kỳ đẹp này. Mọi người nhìn này. Đấy, đậm chất một con rất là ngầu. Nó kiểu như này này, mắt nó thì lồi ra, còn hai bên này lông mày nhếch lên.
Nó còn một cái mụn ở chỗ này nữa, không biết bị mụn gì nữa. Đôi mắt em buồn. Đây mình cho mọi người nghe dần gần cho mọi người chắc nghe thấy này. Có đúng không? Nghe nó cứ giống như kiểu là cô đấy. Có người nghe chắc không giống. Nói vậy thôi chứ cái trò chơi này mình vẫn còn cảm giác là vẫn có một cái mùi thích chơi. Lại cả là những cái phim hoạt hình ngày xưa mình vẫn còn rất là thích xem ấy. Nghe ở đây không biết nghe thấy tiếng gì không? Tiếng đó là tiếng thịt lợn sao? Sự sống vậy đó có phải là vĩnh hằng không? Không, đó là hữu hạn, con sẽ phải trả lại cho ta. Vậy thưa thượng đế, con sẽ được sống bao lâu ạ? Con có thời gian là 30 năm, hãy dùng chúng thật hữu ích nhé. Chỉ có 30 năm thôi sao? Thật là ngắn ngủi, mình muốn có được một cuộc đời dài hơn nữa. Sự sống để chăm sóc mặt đất, nhưng sức lực con có hạn, trong khi mặt đất là vô hạn. Con xin gửi cho
Đấy, cứ lâu lâu mình vô cho mọi người xem. Dữ vậy. Làm gì đấy? Hả? Có người linh tinh.
Có cơm đâu mà xáo gì đấy. Biết. Lấy bột ở đâu ấy anh?
mưu kế của vị thủ lĩnh. Ôi giời. Mình thường thì mình lành rảnh này mới được rỗi xem cái này được.
trung tâm này người ta đi làm. Người đây chờ mình nhá. Cá nằm ngồi đó mọi người. Sao tôi dặn bà cho đứa lớn mang cơm cho tôi mà chẳng thấy đâu? Làm
mới nhịn đói cả ngày hôm qua. Không phải tại tôi đâu, con bé lớn đem bữa trưa cho mình chắc hẳn nó làm đâu rồi, mai nó về. Được rồi, lần này tôi sẽ đem thành đủ đổ, thành đổ nhịn hơn thành nghe. Không sợ con lạc nữa, nhớ bảo con gái thứ hai của chúng ta mang cơm cho tôi, đừng để tôi phải nhịn đói như hôm qua đấy. Quà tặng cuộc sống. Sao đem của ông đến cho ông vậy? Chào mấy ông anh đào. Sao đem ở đâu? Hả? Ủa sao đem ở đây á? Thank you.
Ây da. Cúm mọi người.
À, chắc là mình sẽ một lúc nữa là mình sẽ dùng clip, mình sẽ đi xem mấy con gà làm ồn ào quá. Ơi chan rồi. Không. Hai đứa vẫn không chịu quét sân à? Cứ để chồi. Chờ đến bao giờ nữa? Có mấy con bị ốm rồi sao? Có một con ốm rồi. Gà, con kia bị cái gì nhỉ? Cúm rồi. Nó ăn lắm đấy. Mấy con này. Đấy nha, mình sẽ đi chăn gà nên mình phải vậy thôi. Ra chỗ này xem nào. Quét đi. Ừ, thì quét sân đi. Quét đi. Quét đi.